Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube của MyGear và mình là Phát. Thì hôm nay, ngày mà chiếc video này lên sóng thì cũng là ngày mà các bạn học sinh, sinh viên đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè của mình. Thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một mã màn hình VX2428J đến từ thương hiệu ViewSonic. Và bây giờ, mình mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc màn hình đó nhé. Đầu tiên hãy cùng mình điểm qua về phần ngoại hình của chiếc màn hình này nhé. Đây là một chiếc màn hình có phần viền được thiết kế là tương đối mỏng và với mã là 2428J thì hãng đã cung cấp cho chúng ta một phần đế công thái học được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại. Và với phần chân đế này thì các bạn có thể dễ dàng nâng hạ, xoay trái, xoay phải. Các bạn có thể lật màn hình một góc là 20 độ và điều đặc biệt nhất là các bạn có thể xoay trục dọc chiếc màn hình này một góc là 90 độ. Về phần cổng in-out của chiếc màn hình này thì chiếc màn hình này được trang bị hai cổng HDMI và một cổng DisplayPort. Và cũng có thêm một cổng âm thanh 3.5mm cơ bản. Và nếu như các bạn có muốn sử dụng AM thì chiếc màn hình này cũng được hỗ trợ ngàm VESAMOUNT tiêu chuẩn. Các bạn có thể gắn được hầu hết tất cả những loại AM trên thị trường hiện nay, nên các bạn hãy đừng lo lắng gì nhé. Về phần thông số của chiếc màn hình này thì đây là chiếc màn hình có kích thước là 24 inch với độ phân giải là Full HD. Và điểm đáng tiền nhất là chiếc màn hình này sở hữu tấm nền Fast IPS với tần số quét là 165Hz và độ phản hồi là 0.5ms. Và mình có cho chiếc màn hình này sử dụng là UFO test. Thì với bài test này, những con UFO được hiển thị một cách rất là rõ ràng và hiện tượng anti-ghosting bóng mờ được giảm thiểu đáng kể. Với chiếc màn hình này, độ sáng được hỗ trợ là 250 nit. Và đây là một độ sáng không cao, nhưng nếu các bạn sử dụng trong một môi trường không có quá nhiều ánh sáng như trong phòng thì có thể hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm của các bạn. Và phần cuối cùng là về khả năng hiển thị màu sắc trên chiếc màn hình này. Thì với những tựa game mình chơi thì những màu sắc được thể hiện khá tốt. Và mình cũng có sử dụng cái phần mềm đo chuyên dụng là SpiderX Elite. Thì những thông số như là sRGB 104% và NTSC là 72% thì cũng tương đồng với lại những thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình, nếu như các bạn đang tìm một mã màn hình có tính năng vừa chơi game mà cũng vừa xử lý đồ họa thì chiếc màn hình này mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp với lại đồ họa cho lắm. Quan lại thì với tầm giá dưới 4 triệu và cùng với những công nghệ mà chiếc màn hình này đem lại như là tấm nền Fast IPS, cùng với đó là phần chân đế công thái học được làm hoàn toàn bằng kim loại, thì mình nghĩ đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt cho các bạn học sinh, sinh viên trong mùa hè năm nay. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Và mình là Phát. Bye!